sổ số điện tử VNB. Một tờ trúng mấy chục tỷ, có khi cả trăm tỷ luôn. Nếu như may mắn, tao cho tụi bay đổi đời luôn. Người ta làm bằng máy mà còn nói nhăn răng kìa. Bà ráng đi làm kiếm tiền xây nhà mới cho hai mẹ con. Má mày không dạy mày tới nhà người khác phải chào mọi. Cái gì? Thằng An đâm đầu vô xe tải rồi. Bao nhiêu lâu nay tụi mình không có tiền có đứa nào chết đâu. Cả cuộc đời của mày cộng với gia đình mày, dòng họ mày cộng với quý nhóm anh em mình này, chắc gì kiếm được số tiền đó. 136 tỷ 800 triệu. 136 tỷ. Mày chia cho sao? Năm thôi. Nếu như mày còn thấy muốn 7 ly liên tục, làm sao xảy ra tai nạn? Hả? Tâm vẽ đâu? Ê, đuổi theo. Tao muốn ăn một mình, không có dễ đâu. Mày sao vậy? Mình đã hứa trước dòng hồn của thằng An rồi. Tôi không có số tiền này là tôi chết anh Phát ơi. Cái đám tham tiền tụi mày tự giải quyết với nhau đi. Giàu chưa chắc sướng đâu, mà nghèo chắc chắn khổ đó. Tao nghĩ là chia đều mọi người ở đây đi, nếu không á chuyện này còn xảy ra dài dài. Tình bạn ta mang theo bao nhiêu những ước mơ. Mày nó hôn mê, nó cứ đếm 1, 2, 3 hoài. Mày có tin là tao xé tờ giấy số không? Tao thách mày đói kìa. Sao mày tạo bất ngờ cho tao hoài vậy Lộc? Mày báo rồi Lộc ơi. Trời ơi, mượn tiền đám giỗ xíu mà. Đám giỗ ông nội mày hả? Cái xóm này chết hết rồi, một tuần mày đi ăn đám giỗ 80 lần.